Xin chào tất cả mọi người và xin mời mọi người tới với ngôi nhà của Hương Giang. Thời gian vừa qua thì Hương Giang không có xuất hiện nhiều, nhưng mà thực sự là Giang dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn, cũng như là dành thời gian chăm chút cho tổ ấm mới của mình. Và ngày hôm nay thì Giang quyết định là sẽ mời tất cả mọi người tới với cả ngôi nhà mới của Giang. Mọi người chính là những vị khách đầu tiên tới thăm ngôi nhà này. Ở đây Giang sẽ đáp một cái khối để giày này, rồi khối đựng đồ, chỉ những cái chiếc chìa khóa xe, chìa khóa nhà, hoặc là ở dưới này thì Giang sẽ decor. Tuy nhiên là vì mình mới chuyển vào cho nên là mình cũng chưa có decor hết, nhưng mà Giang muốn quay cái video này là để chính mọi người cũng sẽ là những người hoàn thiện cái căn nhà này cùng với Giang, và Giang cũng sẽ lắng nghe để xem mọi người muốn chỗ này nên bày cái gì, chỗ kia bày cái gì. Và sau khi mà mọi người tư vấn thì Giang sẽ hoàn thiện nó. Và như vậy thì Giang sẽ cảm giác là Giang đang được cùng với tất cả những khán giả hay là những fan của mình hoàn thiện những cái bước cuối cùng cho căn nhà. Đó là lý do vì sao mà Giang lại quay hình cho lúc này. Mọi người có thể thấy ở trên chiếc bàn này thì mình có đây con một vài đồ thôi, nhưng mà Giang sẽ mua thêm để vào một chiếc piano quen thuộc. Đây là cái chiếc piano mà đã đi cùng với Giang từ năm 2015 và Giang vẫn mang nó sang đây. Thực ra để làm nên một cái phòng khách á, thì Giang nghĩ rằng là bản thân Giang là một cái người mà rất là ngại ra ngoài. Tuy nhiên là Giang lại rất thích bạn bè đến nhà của mình. Cho nên là cái mà làm nên cái phòng khách theo Giang á, nó chính là cái bộ sofa. Chính vì như thế mà Giang xin được giới thiệu mọi người. Đây chính là cái góc để Giang tiếp khách. Góc này thì được Giang thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Thì mọi thứ nó khá là tối giản và đơn giản. Giang lựa chọn một cái bộ sofa. Bộ sofa này là được nhập khẩu hoàn toàn từ Ý. Và để mà làm cho cái căn nhà nó ấm cúng hơn thì Giang quyết định là sẽ chọn một cái bộ sofa tông tối như thế này. Là Giang mua bộ sofa này là ở cửa hàng nội thất Cozy. Chắc là mọi người mua đồ mọi người cũng sẽ biết cái cửa hàng này. Tại sao Giang chọn Cozy là bởi vì là Cozy là nơi mà tập trung hơn 25 thương hiệu sofa ở trên thế giới. Và rất là dễ để mình có thể lựa chọn nhiều option khác nhau. Thì khi mà Giang tới đó thì Giang đã đập vào mắt Giang là cái bộ sofa này. Và sau đó hỏi ra thì mới biết là đây cũng là cái bộ sofa mà đắt nhất của cái cửa hàng đó. Cái độ êm của nó rất là êm. Cái chất liệu da này thì 100% là da bò. Cái bề mặt này nó rất là mịn và đặc biệt là nó cực kỳ là mát. Nhưng mà đến mùa đông thì nó lại ấm. Cái độ dài của cái này nó làm cho mình có thể ngả ra một cách rất là thoải mái. Đó là lý do vì sao mà Giang chọn. Thì bộ sofa này là tới từ một thương hiệu của Ý có tên là Brian Form. Thì đây là một cái thương hiệu mà Giang search trên Google á, thì nó chuyên về các dòng sofa với các cái loại da bò như thế này và được xử lý một cách rất là tinh tế, rất là bài bản. Và Giang nghĩ rằng là sofa là một trong những thứ mà quan trọng nhất của phòng khách. Vì khi mà một cái người khách họ tới nhà mình á, thì họ cũng sẽ nhìn vào cái bộ sofa đầu tiên. Cho nên là vì sao mà Giang cần phải chi một cái số tiền cũng tương đối là lớn để mà sở hữu một cái bộ sofa như thế. Bởi vì với Giang thì sofa chính là linh hồn của phòng khách. Ngoài ra thì mình sử dụng một cái bàn kính. Có rất là nhiều loại bàn đá để cho chúng ta lựa chọn, nhưng mà Giang sử dụng bàn kính. Chiếc bàn kính này thì mọi người nhìn nó có những cái shape vuông và những cái shape hình khối. Nó làm cho cái ngôi nhà của mình nó không quá nhiều chi tiết và nó cảm giác như là nó đơn giản hơn. Chiếc bàn này thì Giang mua của trung tâm nội thất Phú Sinh. Thế còn toàn bộ cái phần này thì Giang cũng chưa có hoàn thành cái decor. Và Giang sẽ phải mua rất là nhiều đồ decor để lên trên những cái chiếc tủ này. Ở trên cái nền TV này thì được sử dụng bằng một cái chất liệu đó chính là gỗ. Và cái gỗ này á thì được mình sơn đi sơn lại để cho nó cảm giác là nó phải rất là tỉ mỉ. Làm sao để ra đúng một cái màu mà Giang thích thì cái người làm nội thất cho Giang á đã phải sơn đi sơn lại rất là nhiều lần để làm sao nó vừa hợp với cái màu sàn, nó vừa hợp với cái màu sofa và nó làm cho toàn bộ phòng khách này nó phải ấm lên. Thì đó chính là lý do vì sao mà Giang lại thích nó lại được điểm một cái mảng gỗ như thế này giữa một cái tủ mà màu trắng kem.
Bên này thì có rất là nhiều đồ trưng bày của thương hiệu Michael Aram và thương hiệu Rowan's Home. Đây là hai thương hiệu từ nước ngoài mà Giang cũng rất là thích. Ở đây thì Giang chỉ để một cái chiếc đèn trắng đơn giản thôi để cho nó dung hòa tất cả mọi thứ lại. Chắc là mọi người cũng nhìn thấy đây là một cái cửa. Thực ra có rất là nhiều nhà họ sẽ để thông cái sàn, nhưng mà Giang lại muốn làm một cái cửa bởi vì Giang muốn là nó sẽ có một cái không gian riêng dành cho khách. Và nếu như mà khách tới chơi thì bên trong kia người ta có thể là gọt hoa quả, trái cây hay là nấu nướng gì đó. Trong cái lúc mà khách đợi nấu nướng thì khách có thể ngồi đây xem tivi, nói chuyện mà không bị mùi, không bị ồn. Chính vì như thế mà Giang rất là thích cái cửa này. Và cái cửa này thì khi mà nó mở ra thì mọi người sẽ nhìn thấy toàn bộ không gian ở bên trong. Và bên trong này chính là phòng bếp và phòng khách của Hương Giang. Đó. Ở trong này thì có một cái bộ bàn ghế bằng gỗ tự nhiên. Nó còn nguyên những cái đường nứt. Thì cái bộ bàn ghế này nó trùng với cái tông màu của sofa đang để ở bên ngoài. Và lúc nào ở nhà thì Giang cũng set up sẵn như vậy. Và đặc biệt là một cái bình hoa ở trên bàn sẽ làm cho mình cảm thấy là căn nhà nó tươi mới hơn. Và Giang nghĩ là nhà Giang cần phải cắm rất là nhiều hoa để cho nó có một cái cảm giác là lúc nào cũng tươi và lúc nào cũng thơ mộng. Đây là một trong những chiếc đèn mà Giang rất là thích. Chiếc đèn này thì Giang mua là nhập khẩu 100% từ châu Âu, có giá đâu đó khoảng hơn 5.000 đô. Mà trông nó thì rất là đơn giản, nhưng mà gần như là cái chiếc duy nhất mà họ nhập về. Chính vì như thế mà Giang đã phải rất là cất công để có thể mua được cái chiếc đèn này. Cái căn nhà này thì Giang rất là thích ở cái chỗ bàn ăn này ạ. Nó chính là nó có thể view trực tiếp ra cái... Từ từ. Ôi là anh. Hello. Trời ơi. Hello, là rít của mình. Hồi sao đứng đó vậy? Anh đang khảo sát lại phần sân vườn tiểu cảnh với hồ cá coi để hoàn thiện cái phần cá coi này cho em này. Ok. Để nhìn ra hồ cá coi. Thôi nhân tiện như vậy thì giới thiệu mọi người luôn. Đây là anh Pho, tới từ công ty Maison Decor, là người mà chính là người đã thiết kế cho Giang căn nhà này, cũng là cái người mà từng tay cùng với Giang chọn lựa tất cả mọi thứ. Thì nhân tiện thì giới thiệu qua mọi người luôn là anh đang làm cái gì ạ? Đây là để coi là đặt máy với lại làm các cái tiểu cảnh ở này này, trồng cây xung quanh rồi hồ cá coi để làm thác nước xuống đây. Sẽ đặt khảo sát để xem là bao nhiêu con cá coi cho mình. Mà lúc em ngồi ăn đó là có thể nhìn hồ cá coi rất là đẹp. Đó. Chiếu đèn chiếu sáng ở đây. Sau này thì mình sẽ từ cái bàn ăn kia và mở hết cửa sổ bên này ra, mở rèm ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái hồ cá nhỏ, có những cái tiểu cảnh thác nước. Trong này thì sẽ là một cái góc để uống cà phê. Ngoài này thì chưa hoàn thiện đúng chưa không anh? Chưa hoàn thiện đúng rồi. Chưa hoàn thiện. Cà phê, cây đồ sẽ lên âm tầm hơn nữa. Đó, chưa hoàn thiện gì hết. Còn bên này cũng có sẽ cây leo, dàn cây leo sẽ leo lên đây đúng không? Ngoài này thì có một cái mái vòm rất là đẹp. Mình cũng định trồng cây ở đó. Đó thì đây chính là cái người mà đã cùng với Hương Giang làm nên cái căn nhà này. Anh Pho nha mọi người. Mai sân để coi nha, sau này ai làm nhà liên hệ nha. Cảm ơn Giang nha. Ok, bye anh nha. À đây, rèm này. Chiếc rèm này là một cái vải mà thực sự Giang phải nói là rất là đẹp. Rất rất là đẹp luôn. Và Giang không thể nghĩ là cái rèm với một cái căn nhà mà nhà đất á, theo Giang là cực kỳ là quan trọng. Bởi vì nó sẽ làm cho tất cả những cái không gian mà từ bên ngoài hay từ bên trong nhìn ra ngoài nó sẽ trở nên là lãng mạn hay thơ mộng hay không. Thì cái rèm này là tới từ một thương hiệu mà nó là thương hiệu Incanto. Mà theo Giang thì là một trong những thương hiệu mà với Giang là bây giờ làm rèm là Giang nghĩ là một trong những thương hiệu hàng đầu. Thực sự là cái vải của nó rất là tỉ mỉ mọi người ạ. Rất là tỉ mỉ. Thật trông nó hơi giống cái màu váy mà Giang đang mặc. Thế nhưng mà Giang phải nói là tỉ mỉ kinh khủng khiếp luôn. Và gần như là mỗi tuần họ đều cho người tới để họ ủi lại cái rèm này. Để làm gì? Để giữ được cái độ nếp của nó trong một cái thời gian đầu mà họ lắp. Cực kỳ là tỉ mỉ và Giang rất rất là thích cái màu này. Và Giang đã rất là mất thời gian để chọn được cái màu rèm này. Còn toàn bộ cái hệ thống mà điều hòa mà nhà Giang sử dụng á, thì Giang sử dụng hệ thống điều hòa âm trần của Daikin.
chắc là mọi người làm biệt thự hoặc là làm nhà thì mọi người cũng sẽ biết đó là hệ thống âm trần của Daikin rất là bền và đặc biệt là rất là mát, rất là ít khi hỏng hóc. À, muốn chia sẻ với mọi người nhiều hơn thì Giang nghĩ là một trong những cái không gian mà mọi người rất là quan tâm đó chính là bếp. Căn bếp này thì có một cái màu sắc chủ đạo cũng giống như màu của căn nhà thôi, đó chính là trắng kem và ghi. Thì với căn bếp này ấy, thì Giang sử dụng hoàn toàn tất cả các thiết bị bếp trừ tủ lạnh là của thương hiệu Elica. Elica là một cái thương hiệu của Ý. Thì toàn bộ cái thiết bị bếp như là lò vi sóng này hay là lò nướng này, và đặc biệt cái thương hiệu này thì cái sản phẩm mà xuất sắc nhất của nó đó chính là bếp từ và cái hút mùi. Cái hút mùi là một trong những sản phẩm đang ấn tượng nhất của bên này, bởi vì nó có cực kỳ nhiều những cái kiểu dáng khác nhau, và đặc biệt là nó rất là nhiều những cái kiểu dáng mà phù hợp với mọi cái nhà. Ví dụ như nhà Giang là hơi tân cổ điển thì Giang chọn được một cái hút mùi này, nó cực kỳ là hợp với nhà của Giang. Còn có những cái mà hiện đại trông rất là sướng mắt và Giang phân vân, Giang muốn mua rất là nhiều option nhưng mà nó lại không phù hợp với nhà của mình, và cuối cùng thì mình chọn được một cái này. Và một cái bếp màu trắng, mọi người thấy một cái bếp màu trắng cũng lạ đúng không? Thì thương hiệu này nó có một cái bếp màu trắng chứ không phải là màu đen. Thì Giang đã chọn cái bếp màu trắng này. Nếu như mà không đủ thì mình sẽ sử dụng thêm cái khoang nấu này. Cái bếp này ở đảo là nhằm mục đích là ví dụ như là Giang sẽ nấu nướng ở đây để quay YouTube, hay là có thể nấu nướng trực tiếp ở đây. Thì thực ra là Giang lâu lâu mới nấu thôi, nhưng mà nếu như phải biểu diễn quay thì Giang cũng nấu được. Thì cái bếp này nó có một cái nó rất hay á, đó chính là cái hút mùi này. Cái hút mùi của nó mọi người sẽ tò mò là ơ, tại sao trên này không có cái hút mùi. Thì thực ra ngay trên cái chiếc bếp này, cái hút mùi nó sẽ từ từ được đẩy lên, và sau đó thì tất cả khói sẽ được hút vào trong này. Và chính vì như thế mà nó rất là tiện. Thì ở trên này Giang không cần phải treo những cái đồ hút mùi, mà Giang có thể để co hai chiếc đèn này. Đây cũng là hai chiếc đèn mà Giang cùng với anh Phò tự tay mà đi tìm. Và cái chất liệu gỗ này Giang rất là thích, cái kiểu dáng này Giang rất là thích, và nó rất là phù hợp với cả ngôi nhà của Hương Giang. Thì Giang rất là muốn chia sẻ với cả mọi người những cái cách mà Giang bày trí không gian, hay là những cái thương hiệu mà Giang lựa chọn cho căn nhà của mình. Nếu mà mọi người có những cái thông tin, nó hy vọng là sẽ giúp ích được cho mọi người, nếu như mọi người đang làm nhà hoặc là đang chuẩn bị làm những cái đồ trong nhà và mua sắm. Còn ở đây thì có một cái góc gọi là cái đảo này, thì có thể mọi người sẽ ngồi đây nói chuyện trực tiếp, hoặc có thể ăn trái cây, hoặc có thể ngồi cắt phô mai bằng một cái khay như thế này. Còn trong này là khu nấu bếp, thì toàn bộ cái mặt sàn này thì Giang sử dụng là mặt sàn đá với những cái tay cầm màu đen như thế này, trông rất là cổ điển. Đây là bộ dụng cụ bếp của Hương Giang. Một chiếc vòi. Chiếc vòi này thì cũng có thể lấy ra giống như là vòi hoa sen như vậy thì rất là dễ dàng sửa. Cũng có màu ghi luôn. Và đây là một cái rửa tay tự động của thương hiệu Simple Human. Đó, không cần phải ấy hết là mình có thể rửa tay. Và chiếc thùng rác cũng vậy. Đây là chiếc thùng rác của Simple Human luôn. Vì Giang không phải là một người nấu ăn giỏi mọi người ạ, và cũng không phải là một người quá là thích nấu ăn. Nhưng mà với quan điểm của Giang ấy, cái gì mà đẹp ấy thì Giang sẽ thích trải nghiệm nó. Thì cho nên là khi mà Giang làm một căn bếp với Giang, tăng tự dưng Giang thích nó và Giang thấy nó đẹp, thì Giang hy vọng nó sẽ kích thích cái sở thích nấu ăn của Giang. Cho nên là từ cái ngày mà có cái căn bếp này thì Giang đúng là Giang cũng có bắt đầu Giang cảm thấy là Giang muốn nấu ăn nhiều hơn. Ở bên này là một cái tủ rượu. Tủ rượu này thì Giang cũng mua ở bên chỗ mà Giang mua tất cả các thiết bị bếp luôn. Nó là tới từ một cái nhánh khác, không phải là của Elica, nhưng mà nó là cùng một cái nhà phân phối. Và Giang để tủ rượu ở đây bởi vì Giang là một người cực kỳ thích uống rượu vang. Mọi người có thể nhìn thấy là Giang sưu tầm rất là nhiều ly rượu vang. Rất là nhiều, mặc dù có thể là không uống hết, nhưng mà Giang rất là thích sưu tầm những cái ly rượu. Ví dụ là một cái ly như thế này thì nó rất là sexy đúng không nào?
Và có thể là Giang cũng chưa bao giờ uống cả, nhưng mà cái cảm giác mà mình sưu tầm các cái ly á, là Giang cảm thấy nó rất là thích. Là bởi vì với Giang thì mỗi ngày một ly rượu sẽ giúp cho chúng ta trẻ hơn, tốt cho tiêu hóa và đặc biệt là da mặt rất là đẹp. Đó là lý do vì sao mà mỗi ngày Giang đều uống một ly. Ly rượu vang mà chúng ta uống vừa phải thì nó sẽ rất là tốt nha mọi người. Tất cả những cái mà thiết bị điện tử trong bếp á, ngoài tủ lạnh thì Giang đều sử dụng đồ của thương hiệu Elica, một thương hiệu tới từ Ý. Và Giang sử dụng là bởi vì họ mới ra mắt một cái bộ sưu tập mới của năm 2021, đó là bộ sưu tập Nikola Tesla Fit. Và chính vì như thế mà Giang đã sử dụng thử và Giang cảm thấy là từng cái đường nét của nó rất là tinh xảo, chất lượng vô cùng tốt. Và đó cũng là Giang cảm thấy Giang cũng muốn recommend với mọi người, để cho mọi người có thêm sự lựa chọn khi mà mọi người muốn hoàn thiện cái căn bếp của mình. Nếu như mà những cái ngày nào mà mát mẻ chúng ta không cần dùng tới điều hòa thì chúng ta có thể sử dụng một chiếc quạt. Chiếc quạt này thì rất là nổi tiếng rồi, tới từ thương hiệu Dyson. Còn đây là một cái một trong những cái thứ mà tốn tiền nhất trong nhà của mình, đó chính là thang máy. Trước khi mà Giang làm nhà ấy, thì Giang không nghĩ là thang máy nó lại tốn kém như vậy. Khi mà Giang mua nhà thì họ thấy họ để sẵn một cái chỗ cho thang máy. Thì Giang bảo là họ để sẵn cái chỗ này dành cho thang máy rồi thì mình sẽ lắp một cái thang máy. Và khi mà mình đi và mình tìm hiểu thì mới biết là trời ơi, nó rất là tốn kém. Bởi vì thực chất ấy, cái thang ấy nó liên quan nhiều tới vấn đề an toàn. Và khi nó liên quan tới vấn đề an toàn thì nó sẽ đòi hỏi là phải rất là tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Chính vì như thế mà lựa chọn hãng thang là một trong những cái sự lựa chọn mà mình rất là đau đầu. Có những lúc thì mình suy nghĩ về giá cả, mình bảo là hay là bây giờ mình sẽ chọn một cái gì đấy nó rẻ rẻ hơn. Nhưng mà sau đó ấy thì lại phân vân là thang máy nó là một cái nơi rất là nguy hiểm. Nếu mà mình bị kẹt hay là bị rơi hay như nào đó thì sao? Cho nên là mình phân vân rất là nhiều hãng. Thì thực sự cuối cùng đó là anh rể của mình đã tư vấn cho mình là lựa chọn hãng Thangcon. Thì thực chất là một phần là bởi vì ông là đại lý mọi người ạ. Ông ấy đại lý, ông ấy nhập cái hãng này thì ông ấy thuyết phục mình rất là nhiều. Thì cuối cùng mình dùng thử. Và thực sự ra phải nói là nó rất là đẹp, rất rất là đẹp luôn, từng cái đường nét của nó và từng cái chi tiết của nó và cái quá trình mà người ta bàn giao, người ta vận hành rồi, Giang thấy nó thực sự chắc chắn và an toàn. Nhưng mà đấy chưa phải là hết đâu mọi người ạ. Ví dụ như là Giang muốn cái thang của Giang có một cái màu vàng hồng như thế này, lại trả thêm tiền nữa. Tức là mỗi từng cái chi tiết liên quan đến cái thang này lại tốn thêm tiền. Cho nên là nó rất là tốn. Cái đá ở ngoài một cái thang không thể chỉ lắp vào không nhé mọi người nhé. Nó phải có những cái đá đi kèm như thế này, nó lại tốn kém nữa. Thế cho nên là đây là một trong những thứ mà rất là tốn kém trong nhà luôn. Và nói chung là cũng không phải là đi quá nhiều. Nhưng mà lúc đầu mình không biết, mình không biết, cho nên là khi mình đã bắt tay vào thì cuối cùng là một trong những thứ mà cực kỳ tốn kém ở trong nhà chính là cái chiếc thang này. Thì một lát nữa mình sẽ đi, nhưng mà bây giờ thì mọi người muốn đi thang bộ hay là đi thang máy? Thế là mình đi thang bộ trước, xong một lát nữa mình đi thang máy nhá. Thế là thì mình sẽ đi lên trên gác để xem là ở trên gác có những cái đồ gì nhá. Đen đen. Và khi mà mình đi qua chiếc thang thì mọi người cũng thấy là chiếc thang của Giang thì Giang cũng sử dụng gỗ màu y hay là những cái chi tiết thanh màu trắng. Tất cả các cái cửa vào phòng nó đều là cửa vòm, để cho nó cảm giác cái kiến trúc của ngôi nhà nó cảm giác như là nó có một cái điều gì đấy nó vintage hơn, và càng cảm giác như là nó sẽ sâu hơn những cái chiếc cửa vuông. Đứng từ đây mọi người có thể nhìn thấy là có rất là nhiều cửa, bởi vì tầng này có đến nào có tới 5 phòng trong một cái tầng này. Bởi vì Giang là một cái người mà gọi là không bao giờ sống một mình được mọi người ạ. Lúc nào Giang cũng phải sống chung với người khác. Nhà của Giang là từ quản lý này, trợ lý này, cháu Giang này là ở nhà này hết. Cho nên là mỗi người một phòng, không ai liên quan tới ai. Nhưng mà ở cái tầng này, cái bức tường này thì Giang treo một cái tranh, đó là Giang mua của thương hiệu nước ngoài, đó là Ruwen Homes. Cái thương hiệu này nó có rất là nhiều đồ decor đẹp. Bên này thì cũng là một cái gương. Còn đây là một cái chiếc khóa. Chiếc khóa này thì đó là thương hiệu Lumi. Lumi làm cho Giang. Và khi mà mình đi thì tất cả các cái đèn này là Lumi đã cài cảm ứng, cho nên là không bao giờ mà mình sợ bị tối. Đố mọi người biết trong phòng này là gì? Mặc dù đây là một cái tầng của những cái người trong gia đình Giang ở, tuy nhiên nó lại có một cái phòng này. Và cái chiếc phòng này là một cái chiếc phòng mà nó gần như là một cái cầu nối. Nó vừa có cái sự
riêng tư của Giang, nhưng nó cũng là cái nơi mà Giang sẽ được những cái chuyên gia của mình làm cho mình trở nên xinh đẹp nhất ở trong căn phòng này. Nói như vậy thì mọi người cũng biết rồi đúng không? Đây là một chiếc phòng trang điểm và đặc biệt nó là một cái closet. Và tại sao nó đặc biệt thì bây giờ mọi người cùng khám phá với Giang nhé. Welcome. Đây chính là cái closet của Giang. Và thực sự là bởi vì rất là tiếc, bởi vì là mình chưa có thể để co hết cái này lên, nhưng mà Giang có rất là nhiều cái ý tưởng ở trong cái closet này. Và Giang muốn là mọi người cũng sẽ chia sẻ, bởi vì Giang á, thì Giang có một cái dự tính á, đó là sẽ để một cái tấm thảm lông trắng ở đây đó, cùng với một chiếc bục để mình thử đồ. Ngoài ra thì Giang có muốn để một cái chiếc ghế sofa để co gì đó ở đây. Thì có lẽ là lần sau khi mà Giang đi chọn sofa, Giang cũng sẽ quay lại để hỏi ý kiến của mọi người. Và đặc biệt là bên này là một cái chiếc gương rất là lớn. Nơi đây thì để bộ sưu tập nước hoa của Giang, cũng như là mình sẽ ngồi trang điểm make up ở đây. Ở đây thì sẽ có một cái chiếc tủ để những cái chiếc mặt nạ để cho mình chăm sóc da mọi người ạ. Đó. Và có rất là nhiều những cái chiếc ngăn kéo đựng đồ. Trong này là để những chiếc máy làm tóc, những dụng cụ làm tóc, đồ trang điểm ở đây. Và bên này thì là một cái tủ giày, một chiếc tủ để giày, rất là nhiều giày. Và Giang nghĩ rằng là Giang sẽ phải có một cái chiếc thang, làm một cái chiếc thang màu trắng để có thể lên lấy những cái đôi giày trên cao kia. Chiếc tủ này thì Giang làm một cái nền màu đỏ đậm để cho nó nổi bật lên những cái chi tiết của những cái đôi giày. Bên này thì Giang để rất là nhiều giày màu đen này, sắp xếp theo độ cao cũng như là kiểu dáng. Còn bên này thì Giang để những cái đôi giày đính nhiều đá và các cái mẫu giống nhau. Mọi người có thể thấy một mẫu giày Giang mua tới rất là nhiều màu. Đó, với cái bộ váy ngày hôm nay thì Giang nghĩ là sẽ đi đôi giày thử nhé. Đó, và khi mà bình thường á, Giang lên đồ xong thì Giang sẽ đứng trước cái chiếc gương này. Chiếc gương này thì mọi người có thể nhìn thấy nó rất là rộng và nó có 3 mặt. Thì mình có thể vừa soi đằng trước mình trông như thế nào, góc nghiêng bên này mình trông như thế nào và góc nghiêng bên này mình trông như thế nào trong một lúc. Thì chính vì như thế mà khi mà ra ngoài thì mình sẽ có một cái diện mạo nó chỉnh chu nhất. Tại vì cùng một lúc mình có thể soi được cả 3 góc của mình. Tóc tai bên này đẹp hay chưa, bên này đủ độ phồng chưa, hay là cái chiếc váy như thế nào. Thì đây là một cái góc làm cho mình cảm giác như là nó rất là giống như là một cô công chúa khi mà mình ở trong cái căn phòng này. Và chính vì như thế mà cái tường mình làm nó có cái màu khá là ngọt, nó hơi hồng lên một chút, đang cảm thấy tương đối là ưng ý. Và cái đặc biệt của cái căn phòng này, nó là cảm giác nó rất là ấm. Nhưng tại sao Giang nói là nó rất là riêng tư? Bởi vì từ căn phòng này thì chúng ta có thể đi lên một cái góc riêng tư của Hương Giang. Đó chính là cái chiếc cầu thang quấn này. Nó sẽ dẫn tất cả mọi người lên một cái góc riêng tư của Giang, cũng chính là không gian chính của Giang, cũng chính là cái nơi mà Giang dành nhiều thời gian để ở nhất trong nhà, cũng là nơi mà khi mà Giang đi về thì Giang sẽ relax và Giang sẽ gọi là dành toàn bộ cái thời gian nghỉ ngơi ở đó. Thì bây giờ mọi người muốn chúng ta sẽ đi lên để xem ở trên này là gì nhá. Và chiếc thang này thì đã dẫn... Ôi trời ơi, cái gì đây? Vừa mới đi lên thì đứng ở đây chặn đầu người ta. Đi ra. Ở chiếc thang này thì ồn ào quá dầu ơi. Mọi người ơi, đây là hai. Đây là July nha. July ra đây giới thiệu với mọi người đi nào. Em chào mọi người, em là July. Còn đây là dưa hấu nha mọi người. Mặc áo ba lỗ màu xanh thì là dưa hấu nè. Đó. Dưa hấu thì rất là ít khi mà nói chuyện với ai. Đó. Còn không mặc áo kia là July nha mọi người. Ok rồi, thôi hai đứa đi ra đi. Ra ngoài đi để cho mẹ quay phim, mau lên. Đâu đi ạ? Mau lên. Ra ngoài.
chào không chơi nhau nữa. Đấy, bớt ồn ào hẳn mọi người ạ. Và đây thì chính là cái không gian mà Giang vô cùng là yêu thích. Tại vì ở đây sẽ là nơi mà Giang nghỉ ngơi, Giang thư giãn và có thể ngắm nhìn ra bên ngoài. Bây giờ mọi người cùng ngắm nhìn với Hương Giang nhé. Đến tên. Ở trên này thì Giang cũng sử dụng rèm của thương hiệu Incanto, nhưng mà có một cái màu sắc ấm áp hơn, đó là màu kem. Thì ở đây á, mỗi khi mà Giang cảm thấy là mình quá bí bách bởi tất cả mọi thứ thì Giang sẽ muốn nhìn ra bên ngoài và ngắm nhìn tất cả mọi thứ ở đây. Thì thực ra ở cái góc này á, Giang có muốn hơi muốn là sẽ đặt một cái, hoặc là một cái bench, hoặc có thể là một cái bộ uống trà. Thì mọi người cho Giang ý kiến, mọi người hãy comment là nên đặt một cái bench hay là một bộ uống trà đấy nhá, hoặc là hai cái ghế armchair nhỏ với một cái bàn thì như thế nào thì hợp lý. Mọi người có thể cho Hương Giang biết. Về cái phần này thì Giang chưa có hoàn thiện xong, cho nên là khi nào mà Giang hoàn thiện xong toàn bộ những cái đồ decor ở đây thì Giang sẽ quay cho mọi người xem những cái clip khác. Còn ở trên này thì cũng khá là tiện ích, có một cái tủ lạnh mini để đồ uống hoặc để mặt nạ, gần như là đầy đủ hết. Có khi Giang cũng không cần phải đi xuống dưới nhà. Ở đây thì là một chiếc tivi to. Chiếc tivi này thì là bạn Giang tặng Giang tân gia. Thì chắc là sẽ có một cái tập YouTube riêng Giang sẽ làm về những cái món quà mà mọi người tặng cho Giang nhân ngày tân gia. Bên này thì là góc phòng ngủ, nhưng mà chắc là để hoàn thiện nhiều hơn thì Giang sẽ quay cho mọi người. Đây là khu vực mà Giang ngủ và là cái giường, nơi mà Giang cái giấc ngủ với Giang nó rất là quan trọng, cho nên là Giang rất là yêu quý cái góc này. Nhưng mà để hôm nào mà mình decor xong hết thì mình sẽ quay cho mọi người. Ở trên này thì cũng để rất là nhiều tủ quần áo ở đây để mình sẽ chọn đồ, thay đồ ở đây, lấy đồ sau đó đi xuống phòng ở dưới thay, sau đó từ phòng ở dưới Giang sẽ đi ra ngoài. Và khi mà Giang về á thì Giang sẽ những cái đồ mà đồ hiệu á khó giặt á thì Giang sẽ sử dụng cái chiếc tủ này. Đây cũng là một món quà mà bạn Giang tặng, một chiếc tủ hấp, sẽ bỏ đồ vào đây để hấp. Quần áo như này là Giang vừa mới hấp xong này. Đó thì quần áo nó sẽ luôn luôn mới và sạch. Mọi người có thể thấy góc này nó vẫn còn trống, thì Giang nghĩ là Giang sẽ để một cái bàn làm việc nhỏ ở đây. Trên này thì có thể sẽ là một bức tranh gì đấy. Thực ra là nhà Giang đang thiếu rất là nhiều tranh, Giang chưa có mua. Tại vì chị Thủy Nguyễn, chị nói là một hôm nào đấy chị sẽ qua và xem là nhà Giang còn thiếu những cái bức tranh gì, thì chị có thể là sẽ vẽ tặng cho Giang hoặc là sẽ mua tặng cho Giang những cái bức tranh. Cho nên là Giang vẫn còn để trống, ví dụ như thế này. Ở đây Giang nghĩ có thể là sẽ là một chiếc console lạ lạ với kiểu dáng gì đấy. Bên trên này là một cái gương hoặc là một bức tranh decor gì đấy đặc sắc. Sẽ có một tập riêng Giang sẽ chia sẻ về đồ cũng như là các cái sở thích quần áo của mình để dành tặng cho mọi người. Còn ở đây thì là một cái đảo. Cái đảo này thì Giang nghĩ chắc là cũng khá là quen thuộc với những ai mà yêu đồ trang sức. Thì trong này nó để bông tai cũng như là kính mắt cũng như là vòng cổ. Phần lớn thì những cái trang sức của Hương Giang thì tới cho các thương hiệu như là Chanel hay là Dior hay là Dolce & Gabbana hay là Fendi, Versace. Đại khái là mình cũng là một người và thường xuyên hoạt động này, đi sự kiện này, quay hình thì Giang mua trang sức rất là nhiều. Còn trong này thì mình để kính, đó, những cái chiếc kính mắt. Rồi dưới này thì cũng là những chiếc bông tai luôn. Tầng này thì mình chưa có hoàn thiện nhiều, phần lớn là chỉ mới là gọi là đủ để sử dụng thôi. Cho nên là khi nào mà cái tầng này nó hoàn thiện nhiều hơn thì mình sẽ chỉ cho mọi người. Ở tầng này thì có một cái màu mọi người thấy là nó ấm hơn ở dưới nhà một xíu, đó là Giang hạn chế lại màu ghi và Giang lại đẩy mạnh hơn là tông màu màu đồng và màu vàng khôn. Tại sao? Là bởi vì là Giang muốn cái phòng ngủ á nó phải là cái nơi ấm nhất, cho nên là Giang để tới hai cái chiếc đèn chùm đó ở đây. Và cái màu rèm cũng vậy, màu rèm ở trên này thì Giang cũng chọn nó đơn giản hơn ở dưới nhà, và cái màu nó ấm hơn và cái chất liệu của nó thì nó sẽ dày hơn. Để làm gì? Để mà nó che hoàn toàn cái ánh sáng lọt vào, chỉ có như vậy thì cái giấc ngủ mình mới trọn vẹn. Tại vì Giang không phải là một cái người mà có thể ngủ được nếu như mà trời sáng, chỉ cần có một cái ánh sáng nó le lói vào thôi Giang cũng không thể ngủ được.
Cho nên là cái điều này thì Incanto nó giải quyết cho Giang cực kỳ tốt luôn, là Giang hoàn toàn là không bị dính cả ánh nắng vào. Và trên này thì Giang sử dụng một cái vải nó dày hơn và nó cũng có những cái họa tiết như thế này. Thực sự mà nói á thì giá cả của Incanto ạ theo Giang ấy là rất là cao. Nếu như mà để Giang đánh giá thì Giang thấy cao, nhưng mà Giang thấy nó rất là đáng. Tại vì với Giang, căn nhà, cái rèm nó sẽ làm cho căn nhà của mình sang hơn rất là nhiều luôn. Cho nên là Giang cũng mua, và rất là may mắn là khi mà Giang mua thương hiệu Incanto thì Giang đã được gặp cái sếp của thương hiệu này, đó chính là chị Hạnh. Và chị đã trực tiếp là người tư vấn cho Giang. Và sau khi mà chị tư vấn xong ạ, thì Giang hoàn toàn là Giang không băn khoăn gì về giá cả nữa. Bởi vì Giang thấy rằng là tiền nào của nấy, và nó rất là xứng đáng. Và khi mà một cái thương hiệu mà người ta, ngay cả người chủ người ta gặp mình mà người ta nói hết những cái sự tinh xảo, mình nghe xong thật sự nó không trả giá một câu nào luôn mọi người. Không trả giá luôn và quyết định luôn. Thì đấy chính là cái mà Giang nghĩ là một cái sự đầu tư rất là xứng đáng. Còn cuối cùng thì thực ra ở trên gác thì còn sân thượng nữa, nhưng mà sân thượng Giang chưa có làm xong. Khi nào Giang xong thì Giang sẽ quay thêm cho mọi người. Còn bây giờ thì Giang sẽ chia sẻ với mọi người một cái căn phòng cuối cùng. Thì cái căn phòng này á, Giang đã từng up rất là nhiều hình hay là story liên quan tới cái căn phòng này rồi. Để mà nói thì tất cả những cái giây phút mà Giang sáng tạo hay là Giang có những cái ý tưởng để mà làm show, sản xuất show, làm MV hay là sẽ dự định làm gì tiếp theo, thực sự nó đều xuất phát từ trong cái căn phòng này. Để mà nói là về cái phong cách của cái phòng tắm này thì Giang sẽ chọn một cái phong cách nó hơi cổ điển một tí xíu. Thực ra là chỉ một tí xíu thôi, không còn nhiều. Bởi vì Giang không muốn mọi thứ nó quá bị nặng nề. Cho nên là Giang thích là mỗi thứ nó sẽ một chút xíu, với những cái họa tiết bạc và gold và kết hợp với nhau. Về thiết bị vệ sinh ấy, thì Giang cũng đã tham khảo rất là nhiều các cái thương hiệu rồi. Đức cũng có, Ý, châu Âu, tất cả mọi thương hiệu. Thế nhưng cuối cùng thì Giang hỏi anh rể, thì anh rể của Giang tư vấn và giới thiệu cho Giang là sử dụng sản phẩm của Nhật. Chính vì như thế mà Giang đã sử dụng tất cả các thiết bị vệ sinh trong toàn bộ căn nhà của Giang, đó là tới từ thương hiệu Inax của Nhật. Thì nói về cái thương hiệu này thì Giang thấy rằng là cái thiết kế của nó lúc đầu á, thì Giang thấy là sao cái thương hiệu này nó thiết kế trông cảm giác nó hơi đơn giản. Giang cảm giác nó hơi đơn giản một tí xíu. Thế thì sau đó thì Giang ngồi, Giang được tư vấn thì Giang mới hiểu rằng là họ thiết kế đơn giản để làm gì, để mà nó sẽ phù hợp với tất cả những cái phong cách thiết kế nhà khác nhau. Vì cái lúc đấy hình như là Inax ra mắt cái bộ sưu tập mới của họ là S600 thì phải. Thì cuối cùng thì Giang đã sử dụng toàn bộ cái thiết bị vệ sinh trong nhà là như thế. Thế thì bây giờ thì Giang sẽ chia sẻ mọi người về các cái thiết bị phòng tắm ở trong nhà. Thì đây là một cái chiếc lavabo. Thì cái chiếc lavabo này á, nó lúc đầu thì Giang thấy là tại sao nó rất là đơn giản. Thì cuối cùng là được giải thích là bởi vì nó là giống như là theo phong cách thiền. Tại sao lại là thiền thì người ta nói là bởi vì cảm giác nó rất là mỏng. Mọi người nhìn thấy không, nó rất là mỏng. Thế nhưng mà nó lại vô cùng là cứng cáp và chắc chắn, làm cho mình cảm giác là nhìn thì tưởng là mỏng nhưng mà nó lại rất là chắc chắn. Cùng thêm là những cái thiết bị này của thương hiệu Michel Aram, thì Giang mua cái này để bàn chải này, cái này để lotion tay hoặc có thể là nước rửa tay ở đây. Ở đây thì Giang có một cái chiếc lá của thương hiệu Michel Aram để những cái khăn này, là khi rửa tay xong thì mình sẽ lau những cái khăn này. Ở đây là một cái nến của thương hiệu Michel Aram luôn. Giang mua rất là nhiều đồ decor của thương hiệu này, tại vì Giang rất là thích những cái này nè mọi người. Những cái chi tiết hoa lá ở trên cái này làm cho Giang cảm thấy rất là thích luôn. Tiếp đến thì mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm để mọi người có thể chọn những cái dụng cụ vệ sinh. Thì những bồn tắm đứng và khu vực để đi vệ sinh thì Giang đều để trong hai cánh cửa này, để cho nó tách riêng và nó có một cái độ riêng tư nhất định. Thì tiếp tục là một sản phẩm khác của thương hiệu Inax đây. Đây là một cái chiếc bồn cầu mà nó sẽ tự động mọi người ạ. Nghĩa là khi mà mình đi vào thì tất cả nó sẽ hoạt động bằng điện hết. Khi mà nó hoạt động bằng điện thì mình đi vào đi ra nó sẽ tự đóng, tự nắp, tự giật nước. Thì tất cả nó đều chạy bằng điện. Thì phải nói rằng là đây mọi người, trong này nó sẽ có một cái bảng điện tử như thế này để mình điều khiển. Và cái chiếc bồn cầu này thì nó có tới
6 chức năng để mà nó sẽ làm cái nhiệt độ nước. Ví dụ mùa đông thì nước ấm, mùa hè thì mát hơn thì nó có 6 chức năng. Và rất được quảng cáo là cái chiếc bồn cầu này nó sẽ có cái chế độ, tức là nó tự diệt khuẩn ở bên trong. Và đặc biệt là đây là tất cả là chạy bằng điện. Nếu như mà mất điện thì nó vẫn có một cái bộ chạy bằng cơ để đóng mở và nó sẽ không ảnh hưởng gì hết nha mọi người. Thì đây chính là cái sản phẩm mà đắt tiền nhất. Một cái bồn cầu như thế này nó lên tới hơn 100 triệu. Cho nên là Giang nghĩ rằng là thực sự là nó phải có lý do. Và sau khi Giang dùng thì Giang cảm thấy nó thoải mái thật. Mọi người có thể tham khảo sản phẩm này và mua và cân nhắc mua cho căn phòng vệ sinh của nhà mình. Còn bên này thì là bồn tắm đứng. Thì đây chính là cái khu vực tắm đứng của Giang. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mà Giang khá là thích của cái thương hiệu này. Thứ nhất là nó có một cái chế độ, đó là chế độ wax. Cái chế độ này nó sẽ trộn cái nhiệt độ nước rất là nhanh mọi người ạ. Tức là nó chỉ mất 0,3 giây để đưa nước về nhiệt độ là 38 độ. Thì nó rất là hiện đại, nó có rất là nhiều cái nút ở đây, nhiều cái chế độ nước ở đây mọi người ạ, để làm cho mình cảm thấy là mình có thể vừa thích nước mạnh hay thích nước nhẹ hay là mưa rơi. Ví dụ đây này, mưa rơi lác đác cũng có nha mọi người. Đó. Còn đây là đêm thấy ta là thác đổ nha mọi người, xối xả đây này. Đấy, còn đây thì là một cái vòi cầm tay hoa sen để cho mình tắm cho tiện. Còn nếu mà các cái chế độ nước xuống thì nó sẽ xuống từ cái vòi to này. Còn cái thanh này ý, thì nó hoàn toàn là nó chống nhiệt, nó cách nhiệt nên là sẽ không sợ việc mà mình sẽ bị bỏng. Và chia tay bồn tắm đứng thì chúng ta sẽ tới với cả một cái không gian mà với Hương Giang thì đây là một cái không gian mà Giang yêu thích nhất ở trong nhà. Tại vì ở đây á, Giang sẽ cover lại được tất cả những cái gọi là ví dụ một ngày Giang ra ngoài có những cái sự mệt mỏi, rồi khi mà mình làm cái nghề này á thì thực sự mà nói là sẽ có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau về đánh giá này. Rồi sẽ có những cái lúc mà công việc nó không suôn sẻ, mình sẽ bị stress, mình sẽ bị buồn, mình sẽ bị thất vọng, mình sẽ bị hụt hẫng. Và đặc biệt là cái nghề này ấy, nó cần rất là nhiều sự sáng tạo. Cho nên là Giang buộc lòng Giang phải có một cái không gian nào đấy để mà Giang bình tĩnh, Giang nhìn nhận lại tất cả những thứ đã xảy ra và tất cả những chuyện đã đi qua và tất cả những cái mình làm chưa hay, chưa tốt thì mình đều phải lấy lại năng lượng và mình cần phải có một cái góc nào đó. Thì đây chính là cái nơi mà Giang gần như là làm cho Giang bình tâm lại. Và trong cái làn nước nóng, cái làn nước ấm đấy ấy, thì Giang cảm thấy cơ thể mình nó được thả lỏng, cũng như là đầu óc của Giang nó nhẹ nhàng hơn và nó thông thái hơn để Giang có thể nghĩ ra thật là nhiều những cái ý tưởng để cho Giang nhìn nhận được tất cả mọi thứ và Giang sáng tạo hơn. Đây là cái nơi mà Giang yêu thích nhất. Đang chăm chút cho nó tới cái mức độ mà mọi người có thể nhìn này. Cái gạch của nó cũng khác với cái gạch ở ngoài này. Và ở đây khi mà Giang tắm ấy, thì Giang sẽ nhìn bản thân mình ở trong một cái gương như thế này. Và Giang sẽ thắp một cái ngọn nến lên, uống một ly rượu vang để cho mình cảm thấy thư giãn hơn. Trên này là một cái chiếc đèn chùm rất là đẹp. Gần như là cái chiếc đèn chùm mà đẹp nhất trong nhà Giang. Thì Giang đã chọn là treo nó ở trên cái bồn tắm này. Cái bức tường này Giang phải đặt ở nước ngoài về nha mọi người. Cái gạch này Giang phải đặt ở nước ngoài về và phải chờ đợi rất là lâu thì nó mới về đến nơi. Cái chiếc bồn tắm này của Inox á thì thực ra nó không phải là quá đắt so với những cái bồn tắm của thương hiệu khác, nhưng mà nha mọi người, nó rất là khó mua. Rất là khó mua là bởi vì Giang không biết, có thể là bởi vì lúc đó Inox mới ra cái bộ sưu tập đó, hình như là S600, S400 gì đấy. Thì cái bồn này trông nó rất là đơn giản, Giang bảo sao nó đơn giản như vậy. Nhưng mà không săn được nha mọi người. Lúc nào nó cũng trong tình trạng là hết hàng. Cho nên là Giang phải đặt rất là lâu nó mới về. Và bởi vì sao? Bởi vì là nó ở giữa cái đèn chùm này, rồi tường này rất là nhiều hoa lá, nhiều họa tiết. Thì mình thực chất là mình chỉ cần một cái chiếc bồn mà trông nó thật là đơn giản thôi, nhưng mà nhìn nó vẫn phải sang trọng và tinh tế. Thì Giang săn mãi. Cái bồn này ở dưới này nó có một cái nhám. Thì khi mà mình xả xà phòng vào ấy, mình đứng lên ấy, thì nó hoàn toàn là không bị trơn trượt. Và trông nó thiết kế đơn giản như này thôi nha. Nhưng mà khi mọi người nằm vào á, cái võng lưng của mọi người á, mọi người đặt vào á, nó cực kỳ là thật là vừa vặn và nó tạo cảm giác rất là thư giãn luôn. Đi kèm thì là một cái bộ vòi
hoa sen cũng như là vòi xả nước của chiếc bồn tắm. Thì với Hương Giang á, thì đây chính là căn phòng mà Giang thích nhất, và Giang cũng muốn giới thiệu mọi người lâu nhất cái căn phòng này để cho mọi người hiểu rằng là hiểu hơn về Giang. Trước đây thì có thể mọi người không biết quá nhiều về Giang, hay là có thể thấy rằng là Giang là một cái người tương đối là xa cách hoặc là lạnh lùng. Thế nhưng mà Giang thì thông qua cái kênh YouTube này và thông qua nhiều những cái video thời gian gần đây á, thì Giang cũng muốn là để cho mọi người có một cái nhìn thân thiện về một cái Hương Giang gần gũi hơn, thì mọi người sẽ có thể hiểu Giang nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì Giang giới thiệu qua với mọi người về một cái căn nhà của Giang. Tuy nhiên là còn rất là nhiều những cái góc khác mà Giang chưa hoàn thành, cũng như là Giang cũng còn rất là nhiều những cái hoạt động khác trong căn nhà này. Ví dụ sau này có thể là ví dụ trồng cây này, hoặc là bạn tới chơi này, thì tất cả những hoạt động đó thì hy vọng là mọi người sẽ đón chờ và theo dõi. Thì mọi người hãy subscribe kênh YouTube Hương Giang Lifestyle này để chờ đợi những video tiếp theo nhé. Còn ngày hôm nay thì Giang sẽ kết thúc video ở đây và trở về với cả sự nghỉ ngơi trong cái chiếc bồn tắm yêu thích, cái góc nhà yêu thích của mình. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những cái video sau. Xin chào.